Cây pop luôn được mệnh danh là mảnh đất quy tụ vô vàn vẻ đẹp mê hồn, không góc chết. Nhưng rồi bạn đã bao giờ tự hỏi, những idol sở hữu visual ngất trời ấy, khi đứng chung khung hình với những visual nổi tiếng khác, liệu họ có bị lu mờ không? Sau đây là bốn idol nữ, mà theo netizen, họ hoàn toàn bị mờ nhạt khi đứng cạnh những visual xinh đẹp khác. 1. Ca sư Ha bị cho là mờ nhạt khi đứng cạnh Noh chung ưi. Mới đây, sự kết hợp của ba mỹ nhân nổi tiếng làng giải trí Hàn Quốc đã khiến netizen bấn loạn. Cụ thể, tài khoản TikTok chính thức của Le Seraphim đã đăng tải video Kasuha và Sakura thực hiện thử thách anti frazer cùng với nữ MC của Inkigaro, diễn viên Noh Trung Uy. Tuy nhiên, với sự kết hợp này, netizen đặt ra câu hỏi lớn về Kasuha, người thường được đánh giá cao về video nổi bật, lại có trong bình thường khi đứng chung khung hình với nữ diễn viên xinh đẹp. Nhiều người cho rằng, Kasuha gần như bị lấn át trước vẻ đẹp lộng lẫy và choáng ngợp của nữ diễn viên. Với các đường nét trên khuôn mặt sắc nét và hài hòa, gương mặt cân đối và đôi mắt to tròn, video của Nô no Trung Uy thực sự thu hút mọi sự chú ý. Trong khi đó, Kasuha bị cho là để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt, như tỷ lệ khuôn mặt không cân đối, với chán cao, mắt nhỏ, những điều không mấy lộ rõ khi đứng cạnh các video khác. Vẻ ngoài thất thường của Kasuha cũng khiến netizen hơi hoang mang. Một số ý kiến cho rằng, nhan sắc của cô nàng đã bị thổi phồng vì có thần thái giống Suzy, điều này khiến cây nét quá đắm chìm vào danh hiệu đó, mà quên đi sự thật rằng, gương mặt của nữ idol không quá hoàn hảo, mà chỉ là ưa nhìn. Hơn nữa, vì Kasuha học múa ballet từ khi còn rất nhỏ, nên cô nàng luôn toát ra vẻ thanh lịch và khí chất sang chảnh, được cho là điểm cộng lớn cho video của cô. Nhìn chung, netizen cho rằng nhan sắc của Kasuha không quá nổi bật và dễ dàng bị bất kỳ cô gái xinh đẹp khác chiếm spotlight. Tuy nhiên, thật thiếu công bằng khi đánh giá ngoại hình của Kasuha chỉ qua một đoạn video ngắn. Hơn nữa, netizen không thể so sánh visual của nữ diễn viên với idol, vì thông thường, đường nét của các diễn viên sắc sảo hơn idol rất nhiều, nên khi lên hình cũng không có nhiều góc chết. Trong khi đó, những thần tượng như Kasuha thì chủ yếu thu hút nhờ thần thái và năng lượng chứ không chỉ ngoại hình. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, Nô Trung Ưng có khuôn mặt rất ngọt ngào và ngây thơ, nhưng khí chất của cô ấy được cho là không hấp dẫn bằng Kasuha. Thực tế thì gương mặt hoàn hảo không một khuyết điểm của nữ diễn viên, khiến người ta khó có thể nhớ ra dù chỉ lướt qua hay nhìn ảnh của cô vài lần. Cảm giác như có rất nhiều nữ diễn viên có nét giống như vậy ở Hàn Quốc. Hơn nữa, nhan sắc được đánh giá theo gu thẩm mỹ của mỗi người, nên việc một số người nói ca kém sinh hơn nô no trung ưng, không phải là hoàn toàn đúng. 2. Siêu Hoa được cho là người đính kèm với Sojon, khi cả hai tham dự sự kiện của vở say. Vào ngày 18 tháng 9, Sojon đã thu hút sự quan tâm của netizen, khi xuất hiện tại lễ khai trương vở say tại Jinja, Tokyo. Nữ thần tượng đã hợp tác với nhà mốt này từ khá lâu, và thường xuyên diện những món đồ của thương hiệu sang trọng này. Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự đoán, đó là thành viên cùng nhóm, Siêu Hoa cũng xuất hiện tại địa điểm tổ chức sự kiện. Một số người cho rằng, Siêu Hoa có cơ hội tham gia sự kiện này là do người hâm mộ của cô nàng liên tục phàn nàn tên Entertainment, không lên lịch cho bất kỳ dự án thời trang nào cho cô nàng. Bên cạnh đó, điều khiến mọi người bàn tán hơn cũng chính là sự chênh lệch đáng kể về ngoại hình và khí chất giữa Siêu Hoa và Sojon. Nhìn vào một số bức ảnh chụp chung của hai nữ thần tượng được lan truyền, nhiều người đã dành nhiều lời khen có cánh cho Sojon vì sự chỉnh chu về thời trang, trong khi lại buông lời chê bai Siêu Hoa, cho rằng trưởng nhóm gì idol tỏa ra khí chất kiêu sa và sang trọng khi khoác lên mình thiết kế của vở say. Ngược lại, siêu hoa bị cho là hoàn toàn lu mờ. Người hâm mộ cho rằng, biểu cảm và cách tạo dáng đỉnh cao của Sojon chẳng khác gì người mẫu thực thụ, khiến cô hoàn toàn nổi bật so với người bạn đồng hành. Thậm chí, có người còn nói em út gì đồ chẳng khác gì đính kèm của Sojon vì biểu cảm nhợt nhạt của cô nàng. Một số khác còn đùa rằng, siêu hoa giống như một fan hâm mộ chụp ảnh với thần tượng của mình. Nhìn chung, thần thái của cô nàng ngày hôm đó bị nhận xét là không làm nổi bật được giá trị của bộ trang phục, trong khi Sojon lại được khen ngợi khi trở thành tâm điểm và hoàn toàn chiếm spotlight chứng kiến thần tượng của mình hứng chịu nhiều bình luận ác ý, fan của siêu hoa ngay lập tức đứng ra bảo vệ cô. Họ bênh vực nữ thần tượng khi cho rằng rõ ràng bộ trang phục quá rộng so với cô, khiến nữ idol hơi lóng ngóng. Tuy nhiên, nói chung, cô nàng trông hoàn toàn ổn. Không chỉ vậy, cả Su Hoa và Sojon đều có nét đẹp riêng, và việc vẻ đẹp của Siêu Hoa không hợp gu của một số người cũng là điều bình thường. Họ cũng nói thêm rằng, thật sự không công bằng khi so sánh hai cô nàng, người có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực thời trang. Trong khi đối với Siêu Hoa, thời trang gần giống như một trang giấy trắng đối với cô vậy. 3. Visual của Seo Hyun được cho là vượt mặt Karina. Trở lại vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, Aespa và Seo Hyun cùng tham dự một sự kiện liên quan đến sự hợp tác giữa các công ty giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc, bao gồm SM, JYP và FNC. Mục đích của dự án này là biến Songdo thành trung tâm của K-pop và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia của ngành công nghiệp Hallyu. Ngày hôm đó, bức ảnh Giselle, Ninh Ninh và Karina chụp cùng tiền bối Seo Hyun nhanh chóng trở thành chủ đề gây sốt trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc. Trong ảnh, cả bốn nữ thần tượng đều đẹp xuất sắc và vô cùng tỏa sáng trong trang phục đen sang trọng cùng mái tóc bồng bềnh. Tuy nhiên, nhiều netizen phải sửng sốt trước sự nổi bật của Seo Hyun khi đứng cạnh dàn Visual Gen 4 của K-pop. Dù Seo Hyun và các thành viên Aespa có khoảng cách tuổi tác khá lớn, nhưng netizen cho rằng Visual của nữ thần AOA trông vẫn vô cùng trẻ trung, thậm chí còn trẻ hơn cả đàn em. Chính vì thế khi đứng cạnh Karina, một trong những biểu tượng nhan sắc mới của giới idol Gen 4, Seo Hyun vẫn được nhận xét là thu hút sự chú ý hơn cả, không chỉ bởi gương mặt cực nhỏ, Visual ngọt ngào, mà còn cả vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Không chỉ vậy, một số ý kiến cho rằng cách chọn trang phục của Seo Hyun ngày hôm đó cũng rất khôn ngoan, khi các cô gái khác đều mặc váy ngắn, thì cô nàng lại chọn chân váy midi phồng, Miss cùng áo crop top blazer dài tay và chiếc nơ bản to trên tóc, không khác gì một tiểu thư quý tộc với hào quang rạng rỡ và thuần khiết. Tuy nhiên, một số netizen cho rằng không thể nói Seo Hyun nổi bật hơn Karina, bởi mỗi người đều có nét đẹp riêng. Trong khi Seo Hyun đi theo hình tượng tiểu thư ngọt ngào, dịu dàng thì Karina lại toát lên khí chất mạnh mẽ, ngổ ngáo và hai hình tượng đó không thể so sánh với nhau. Thế nên, dù còn nhiều tranh cãi xem idol nào xinh hơn, nhưng phần lớn netizen đều phải công nhận rằng cả hai đều đẹp theo cách riêng, không nên đem ra so sánh. 4. TWICE, Red Velvet, GFRIEND, IOI được cho là bị Somi lấn át. Mới đây, những bức ảnh cách đây khá lâu của Red Velvet, TWICE, IOI và GFRIEND được chụp sau khi các nhóm nữ kết thúc màn câu vào Into The New World của SNSD tại KBS Garo vào tháng 12 năm 2016 lại được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội vì video nổi bật của Somi. Khi đó, Red Velvet đã hoạt động được hơn 2 năm, Twice và GFRIEND mới debut được 1 năm, còn I.O.I mới là tân binh sau sâu sống còn Produce 101. Nhìn ảnh, Netizen không khỏi suýt xoa, đồng ý rằng Chon Somi ngay lập tức thu hút sự chú ý của họ. Dù khi đó Somi mới 15 tuổi, nhưng được nhận xét là nở rộ về nhan sắc lẫn thần thái, giúp cô nàng đánh bại và chiếm trọn spotlight của nhiều video đình đám khác như Tử Du, Irene. Vẻ ngoài lai tây, vi thuần khiết cùng nụ cười ngọt ngào, thanh tao như thiếu nữ, được nhận xét đã khiến Somi trở nên tỏa sáng, nổi bật hơn hẳn so với các đàn chị. Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra rằng những cô gái khác cũng rất xinh đẹp. Thực tế, thoạt nhìn có thể mọi người chỉ chú ý đến Somi bởi nước da cực kỳ trắng và vị trí center trong bức ảnh, nhưng khi để ý kỹ từng cô gái, họ sẽ phát hiện ra rằng không chỉ Somi mà các nữ idol khác cũng vậy, tất cả đều tỏa sáng theo cách riêng. Còn bạn, ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy để lại dưới phần bình luận để chúng tôi biết nhé. Ngoài ra, các bạn nhớ like và subscribe kênh Kpop Channel để biết thêm nhiều nội dung thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.